Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series thần thoại của kênh giải trí tổng hợp. Hôm nay sẽ là một video về chủ đề thần thoại dân gian. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé đến với channel của mình thì các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị. Một trong những địa danh cấu thành một nền văn hóa thần thoại của người Hoa Hạ thì địa phủ chính là một mắt xích quan trọng. Nó là điểm cuối cùng của cái chết và cũng là khởi nguyên của sinh cơ. Cái gọi là Tam giới ám chỉ chính là thiên địa nhân. Còn những nơi khác như là Long giới, Atula giới các loại đều chỉ bất quá là bám vào bên trong tam đại giới này. Mà người thống trị địa phủ cũng có thể phiếm chỉ là địa giới cho tới nay đều được cho rằng đó chính là người đứng đầu của thiên giới, cũng chính là chúa tể của tam giới. Nhưng kỳ thật không phải, thiên địa nhân tam giới riêng phần mình luôn là độc lập. Chỉ có điều thiên giới có thể xem là một thế lực mạnh nhất nhưng cũng không dám can thiệp quá nhiều vào nhân gian giới cùng với địa giới. Địa giới thực lực rất mạnh không kém với thiên giới là bao ở dưới địa phủ cũng là cao thủ như mây, tuyệt không phải là yếu nhược như chồng Tây Du Ký đã miêu tả, còn có thể bị Tôn Ngộ Không quậy phá đến gà bay chó chạy. Nếu thực sự yếu đuối như thế, thì lại thế nào có thể thống trị tử vòng thế giới? Thiên giới có thần vật, nhân gian giới có thần vật, mà địa giới đương nhiên cũng có thần vật. Chỉ có điều những thứ này quá mức thần bí, rất ít được thế nhân biết đến. Dưới đây chúng ta sẽ nói đến địa phủ lục đại thần vật đều có năng lực đoạt xá thiên địa tạo hóa quả nhiên là thần kỳ. Thứ nhất, đoạn trường thảo. Đoạn trường thảo này không phải là trường thảo mà chúng ta quen thuộc. Đây là một loại thực vật kỳ dị trong địa phủ. Nó sẽ giúp cho người ta khôi phục ký ức, nhưng nó cũng có thể sẽ là nhát rào trí mạng. Một khi ăn vào trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ chết, bất đắc kỳ tử mà chết. Mặc kệ là đại la kim tiền hay là đương thời thánh nhân cũng không thể chống cự được. Nghe nói thần nông thị liền từng tại khu vực giao nhau giữa nhân gian giới cùng với địa phủ mà phát hiện ra loại cỏ này. Thần nông thị thực lực cường đại hàng ngày nếm bách thảo, sớm đã là bách độc bất xâm. Nhưng sau khi phục dụng đoạn trường thảo, lại trông thấy ruột mình đã kỵ cắt thành từng đoạn một. Không lâu sau, vị này nếm tận vô số thảo dược thần nông thị, cứ như vậy đã hủy đi tính mạng của mình, cho nên được xưng là đoạn trường thảo. Nhưng độc tính của đoạn trường thảo cũng không phải là không thể giải, giải dược của nó chính là dây leo lá cây quấn xen lẫn với nó. Thứ hai, bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa lại được xưng là ác ma ôn nhu. Trong truyền thuyết, nó tự nguyện đầu nhập vào địa ngục, bị chúng ma phái về, nhưng vẫn bồi hồi với hoàng tuyền lộ. Chúng ma không đành lòng, liền đồng ý để nó mọc ở trên con đường này, để cho những oan hồn rời đi khỏi nhân giới. Một cách chỉ dẫn cùng an ủi. Bỉ ngạn hoa màu tuyết trắng cùng huyết hồng sắc đều là đại biểu cho tử vong truyền ngôn mạn đà la hoa nở rộ trên con đường thiên giới mạn châu xa hoa che kín địa ngục trì đồ cùng là đại biểu cho tử vong một cái khuynh hướng giải thích khác đối với tử vong chính là tần sinh một cách giải thích khác đối với thống khổ cùng hối hận bàng hoàng đó chính là xà đọa cho nên nói địa ngục cùng thiên đường chỉ có cách nhau một ý niệm đây cũng là danh tự tồn tại của bỉ ngạn hoa tuy chỉ cách nhau một đường nhưng lại là thiền địa khác biệt Tường chuyển hòa này chỉ mở với Hoàng Tuyền, bình thường cho rằng là chỉ mọc tại minh giới Tam Đồ Hà. Vòng xuyên bị ngạn tiếp dẫn trì hoa, màu hoa như máu trói lọi đỏ tươi. Còn có hoa vô diệp là loài hoa duy nhất ở minh giới. Hương hoa có ma lực, lại bởi vì màu đỏ như lửa mà được xem là hỏa chiếu trì lộ. Cũng là phong cảnh cùng sắc thái duy nhất trên hoàng tuyển lộ. Khi linh hồn vượt qua vòng xuyên, liền sẽ quên mất mọi chuyện khi còn sống hết thảy mọi chuyện đều lưu tại bỉ ngạn. Người vãng sinh liền đạp trên hoa này theo chỉ dẫn mà thông hướng ủ mình địa ngục. Bỉ ngạn hoa mang sắc đẹp yêu dị cũng bị mọi người coi là loài hoa tượng trưng cho tử vong cùng tai nạn. Lại bởi vì bỉ ngạn hoa hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau nên được ví von là tình yêu không có kết quả. Thế nhưng Phật gia lại nói dù cho tình yêu không có kết quả bỉ ngạn vẫn biết chỗ hoa. Cũng có truyền thuyết nói rằng cực kỳ lâu trước kia có một tòa thành thị biên giới nở đầy mảng lớn mảng lớn mạn châu xa hoa, cũng chính là bỉ ngạn hoa. Hương hoa có một loại ma lực rất lớn, có thể để cho người ta nhớ tới những chuyện kiếp trước của mình. Thủ hộ bỉ ngạn hoa chính là hai đầu yêu tình. Một cái gọi là hoa yêu, tên gọi man châu, một cái là diệp yêu, tên gọi xa hoa. Bọn hắn thủ hộ bỉ ngạn hoa đã mấy ngàn năm, thế nhưng là xưa nay chưa từng gặp mặt. Bởi vì khi hoa nở liền không có lá, nếu có lá cây thì liền không có hoa. Hoa cùng lá chưa từng bao giờ đồng thời xuất hiện. Bọn hắn điên cuồng thường nhớ lẫn nhau, cũng bị loại thống khổ này dày vò lấy. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn quyết tâm vi phạm quy định, lèn lén thấy mặt nhau một lần. Một năm đó mạn châu xa hoa, đỏ trói lục sắc sấn thác, mở phá lệ, yếu diễm mỹ miều. Thần tiền lập tức giáng tội, đây cũng là nằm trong dự liệu. Mạn châu cùng xa hoa bị đánh vào luân hồi, cùng bị nguyền rủa vĩnh viễn cũng không thể ở cùng một chỗ đời đời kiếp kiếp ở trong nhân thế gặp nhiều trắc trở từ đó về sau mạn châu xa hoa đã không còn xuất hiện qua ở tòa thành thị này nữa thứ ba long diên thảo long diên thảo so với đoạn trường thảo lại càng thêm thần bí nó có thể làm cho kẻ sắp chết trở nên bất tử nhưng lại không thể có tác dụng với người sống truyền thuyết long diên thảo vốn ban đầu cùng với cỏ dại bình thường cũng chẳng có gì khác biệt cùng nhau sinh trưởng. Nhưng nếu như muốn để Long Diên Thảo có thần dị công năng, lại phải có điều kiện cực kỳ hà khắc. Đó chính là bị nước bọt của rồng nhỏ vào. Rất nhiều người đều cảm thấy khả năng này cũng không có cái gì là quá khó khăn. Nhưng Long Diên vì sao mà trân quý? Đây chính là chỗ tình hoa của loài rồng. Bình thường chỉ có lão long vạn tuổi ở lúc lâm chung mới có thể từ trong miệng chảy ra diên long thực sự. Mà rồng lại là trí tôn thần thú ở giữa thiên địa. Bình thường lão long trước khi chết đều sẽ đi đến địa phủ tìm những vị trí cực kỳ bí ẩn mà chết. Cho nên thảo mộc cực kỳ khó tìm, mà lại số lượng cũng là cực ít. Thứ tư, mạnh bà thang. Mạnh bà thang là một loại cháo bột mà tất cả quỷ hồn, luân hồi chuyển thuế trước đó, nhất định phải phục dụng. mỗi khi đã uống nó vào, mặc kệ là hồn phách phạm nhân hay là thần tiên ở trên trời, đều sẽ quên đi tất cả mọi thứ khi còn sống. Ngụ ý là bắt đầu làm lại từ đầu, Mạnh bà thang cụ thể là như thế nào, làm ra thì cũng không ai được biết. Tựa như sự tồn tại của mạnh bà cũng là cực kỳ thần bí. Nhưng liền ngay cả địa phủ trưởng khống giả cũng không dám đi soi xét mạnh bà. Hắn là một tôn ẩn tàng đại thần của âm giới, thuộc về một trong những người được địa phủ che chở. Có nhiều điển tịch thì nói rằng mạnh bà sẽ ở cạnh các dòng suối bờ sông, thu thập dược thảo, lại cộng thêm nước sông vong xuyên có tác dụng mê hồn, chế biến thành một loại cháo bột, bao gồm đủ 7 vị chua ngọt, khổ cay mặn chát tành, tục sưng mạnh bà thang. Người dùng sẽ lập tức hoàn toàn mất đi ký ức. Muốn qua cầu rời khỏi địa phủ thì nhất định phải uống một chén, xác định tẩy đi tất cả quá khứ ký ức mới có thể đến được kiếp sau. Tam sinh thạch Phạm nhân sau khi chết đi qua hoàng tuyển lộ đến cầu Nại Hà, liền sẽ nhìn thấy tàm sinh thạch. Nó một mực đứng ở bên cạnh cầu Nại Hà nhìn quanh trong hồng trần những đám người chuẩn bị uống mạnh bà thang luân hồi đầu thai truyền thuyết tào sinh thạch có thể soi sáng ra bộ dáng kiếp trước của một con người kiếp trước nhân kiếp này quả số mệnh luân hồi duyên tới duyên đi đều nặng nề mà khắc ở bên trên tàm sinh thạch trăm ngàn năm qua nó chứng kiến chúng sinh buồn khổ cùng vui mừng buồn cùng hoan nụ cười cùng nước mắt nên nợ nên còn tình trước xa sinh thạch đều thấy rõ nhưng cũng chỉ vẹn vẹn như vậy mà thôi khi đã uống qua mạnh bà thang về sau lại lần nữa bắt đầu nghe đồn tam sinh thạch tồn tại là khi nữ hoa vái trời sau đó liền xuất hiện về sau được nữ hoa dựng ở bờ tây thiên linh nhờ hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa mà dần dần sinh ra linh tính về sau nữ hoa dùng linh phủ đem nó phong bế đồng thời ban thưởng cho nó pháp lực tam sinh quyết đó là kiếp trước kiếp này và kiếp sau sau đó tăng thêm một bút nhân duyên kết quả là tam sinh thạch đại biểu chính là nhân duyên giữa nam nữ Tam sinh thạch đã linh tính lại được trao cho pháp lực Cho tới nay luôn là trưởng quản lấy tam thế nhân duyên luân hồi Chẳng những là người thông qua cầu nại hà Sẽ đem lời thề của mình khắc vào phía trên Rất nhiều phàm nhân có đang sinh sống cũng sẽ hướng về nó để mà cầu nguyện Nếu như đương thời một người cùng với người Ở lại tam sinh thạch khắc xuống lời thề lẫn nhau Như vậy hai người này sẽ ở kiếp trước, kiếp này và kiếp sau Đều sẽ có nhân duyên không thể dứt bỏ Sinh tử bộ sinh tử bộ lại tên là sổ sinh tử, là chỉ về một trong thiên địa nhân tam thư, tức là thiên thư phong thần bảng, địa thư Sơn Hải Kinh và nhân thư sinh tử bộ. Cuốn sách này chính là danh sách để quản lý tuổi thọ của chúng sinh bên trong địa phủ. Tùy theo tên quỷ vương bên người Diêm La Vương hoặc là phó thuộc phán quản chấp trưởng. Nội dung ghi lại danh sách của tất cả mọi sinh mệnh trên thế gian, bao hàm tuổi thọ kỳ hạn cùng âm thọ kỳ hạn của mỗi người chủ yếu chuyên dụng để khống chế sinh tử trì dụng. Tử xuất sinh thậm chí tử vong tất cả sinh mệnh đều ghi rõ ràng ở trong đó. Ở bên trong Tây Du Ký thì miêu tả Tô Ngộ Không đã tùy ý sửa chữa tên của mình trong sinh tử bộ. Đây chẳng qua là một điều hư cấu trong tiểu thuyết. Còn trong hệ thống thần thoại chính thống thì đây là địa giới trí bảo. liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể mở ra chứ chưa kể là có thể thay đổi. Sinh tử bộ trực tiếp khống chế sinh tử của một sinh mạng một khi đã bị định ra tử kỳ thì cho dù là đại là kim tiền cũng chạy không thoát công năng của nó rất mạnh là thuộc về quy luật vận hành của thiên đạo không thể nào cưỡng đoạt quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video được phát trực tiếp từ kênh giải trí tổng hợp nếu như các bạn yêu thích những video như thế này hoặc là những bài viết liên quan những tác phẩm như là tam quốc diễn nghĩa tây du ký phong thần diễn nghĩa hay là những bài viết liên quan đến tác phẩm của kim dung thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã được đăng tải lên trước đó xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo